Và thưa quý vị phụ huynh cùng với các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với những nàng công chúa thật là dễ thương trong Baby Girl, với một ca khúc rất quen thuộc với các bé yêu, búp bê bằng bông. Các con ơi, một tràng vỗ tay thật lớn dành tặng cho các bạn nè.